Và ngày hôm nay các nghệ sĩ Nhã Chào Nổi sẽ trình diễn phục vụ toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân vở chèo cổ Trương Viên. Và trước khi đến với vở chèo cổ Trương Viên, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng về sân khấu để cùng thưởng thức phần 1 của đêm biểu diễn ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình, nghệ sĩ Hồng Thắm xin gửi tới toàn thể quý vị với một sáng tác được mang tên Mùa Xuân Quan Họ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chia tay với giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ Hồng Thắm, xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng dành tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón nghệ sĩ Quốc Phòng.
Lời đầu tiên cho phép quốc phòng xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cô bác lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và đáp lại tình cảm yêu mến của quý vị dành cho quốc phòng cũng như dành cho các nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo Hà Nội. Sau đây quốc phòng xin được gửi tới quý vị một làn điệu chèo ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát chèo được mang tên Hát về Tổ quốc hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn xang bao niềm vui mới. Thank you.
hôm nay có ý lời tâm đi sự ý ơi. Cảm ơn những tràng vỗ tay của bà con cô bác rất nhiều. Và sau đây để cầu chúc sức khỏe, bình an, tài lộc cho quý vị đang hiện diện tại đây, quốc phòng và các nghệ sĩ của nhà trèo nội xin được mời quý vị hướng về tâm linh để mong các đức thánh ban tài tiếp lộc sức khỏe, bình an cho quý vị. Sau đây quốc phòng và tốt nữ nhà trèo nội xin gửi tới quý vị một giá trầu văn rất hay, rất vui, được mang tên Cô Đôi Bồng Lai. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị. Lạy cô, cô thương bách gia trăm họ lạy cô. Tài ai đương đồ đàn hầu vua, hầu mẫu trong tòa. Ý an trong tòa tiếng tăm lừng lẫy, vua và yêu cô ô, cô ngự về đồng đánh nghi phân soi gương. Ý nghĩ lạy cô, bà con lưu thường phố xuyên nhất tâm lạy cô. Soi gương lượm nga trải chuốt khăn vành dây, cô vẫn nỡ đầu vui chơi hoan sở tân lâu, xe giá lên trầu thương đế vua cha đệ tử cô vô số hằng hà. Ý nghĩ lạy cô, cô đẹp nhất tòa, nhất đồng, nhất sơn trang lạy cô. Đệ tử cô vô số hằng hà, chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đời, đứng trên ngàn rừng xanh ngang ngát thấy cô đôi về, ngỡ Phật quan âm
đôi đàn miệng hát ca ngâm ý à. Cô múa đẹp quá lời cô. Đàn đi đôi tay cô đàn miệng cô hát ca ngâm điềm đa điềm đót vòng trầm ngập hoan vườn du con trên non dầu dĩ dưới suối ngàn nắng nỉ véo von cô đôi vui vẻ chiều lục nghi thung nàng ơn nàng ái vốn dòng sơn trang tính cô hay măng trúc nghi măng giàng măng tre măng nửa cơm làm trà đường tính cô hay xin ngài đi tìm mùa nào thân ấy ai đem dâng cúng sàng mùa nào thân ấy ai đem dâng cúng sàng. Bà con lưu thường phú duyên lệnh cô cô đôi về hội múa về cô đôi múa ca trên sân trang tối linh hài hoa rào trời khắp nơi chim anh béo con rộn ràng hát khúc ca mừng xuân. Đồi núi bao xa lên trên ngàn có hai bông hoa hai hoa mang về đến đây biết bao trăm họ chờ mong cô bán khen biết bao trăm họ chờ mong cô bán khen. Trời ngàn hoa ngát hương chim anh béo con rộn ràng hát khúc ca mừng xuân chim anh béo con rộn ràng hát khúc ca mừng vâng ạ, xin hết ạ. Xin cảm ơn Tâm Múa rất nhiều. Cảm ơn những tràng múa tay của quý bà cô bác. Và sau đây thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức một vở chèo có thể nói là kinh điển của Việt Nam, vở chèo Trương Viên. Xin cảm ơn quý vị. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trước khi đến với vở chèo Trương Viên, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Viễn, trưởng thôn Lưu Thượng, sẽ lên khai mạc cho đêm biểu diễn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa trên các cụ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của chi ủy, chi bộ, cán bộ quân dân trình đảng và được sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, ta đã tổ chức thành công ngày giỗ tổ của cụ tổ nghề Nguyễn Thảo Năm, người đã mang lại công ăn việc làm
cơm no áo ấm cho nhân dân ta. Nhờ đến công lao to lớn của cụ Tổ Nghì, nhân dân ta, các thế hệ nối tiếp nhau tôn thờ Ngài mãi mãi. Quả chung mỗi niềm tự hào và nhớ đến công lao to lớn ấy, nhân dân ta phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã đem lại nghề độc nhất vô nhị này. Cán bộ và nhân dân thôn nhà thống nhất đến ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm để tổ chức ngày giỗ của cụ, để tôn thờ cụ mãi mãi. Và đêm nay nhà hát chèo Hà Nội mang lời ca tiếng hát để chung vui với lễ hội, với vở diễn Trương Viên. Thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, xin trân trọng cảm ơn nhà hát chèo Hà Nội đã về chung vui cùng với địa phương. Xin cảm ơn các ca sĩ, nhạc công đã đem lời ca tiếng hát để phục vụ lễ hội. Cảm ơn công ty Phú Ngọc đã ủng hộ đêm diễn văn nghệ này. Cuối cùng, tôi xin kính chúc trên các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc đêm diễn văn nghệ được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức lễ hội có bó hoa tươi thắm để tặng đoàn trèo Hà Nội. Xin mời nghệ sĩ quốc phòng đại diện cho ban lãnh đạo của đoàn một nhà hát chèo Hà Nội lên nhận hoa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng về sân khấu để cùng thưởng thức vở chèo Trương Viên. Tiếc nghĩa ai bằng cái võ lăng, loạn ly nuôi mẹ quyết thay chồng, thủy chung giữ vẹn lòng son sắt, chính khí ngàn thu tạc núi sông. Cái gì? À,
có bóng bà lão thấp thoáng ngoài ngõ. Anh với chú nấp giả làm chó. Giả làm chó? Trêu bà lão một phen. Trêu một mẻ. Đi. Chó là ta làm được. Có ai ở trong đấy không? Giữ chó trò lão với. Bà lão, trước kia khi quan tôi đương triều thì cũng nhiều chó lắm. Rất nhiều chó. Nhưng mà từ ngày mà mãn quan đến giờ ấy, chó nó cũng bỏ đi ráo cả rồi. Đi tiệt đấy bà. Cái giống chó ấy là nó trung thành với chủ lắm. Vâng. Đúng không? Chỉ có cái gió trung hoàng mới thế. Đúng rồi. Giống chó hoang không được dạy dỗ nó mới thế. À mà này hai chú. Ha, ha, ha. Hai chú cho tôi hỏi. Sao? Quan trên nhà hay quan dưới bếp? Ê! Quan là phải ở công đường. Công đường. Chứ quan nào là ở dưới bếp mà chỉ được cái mà. Thế tôi hỏi chú nhá. Vua to hơn quan có đúng không nào? Đúng rồi. Vua còn ở dưới bếp nó là quan. Ôi trời, bà nói thế có họa là vua bếp à. Cái chú này. Bà lão ơi, bà đi đâu mà lễ vật trầu cau cứ như đi hỏi vợ thế. Đi hỏi vợ. Chả giấu gì hai chú. Tôi có thằng con trai tên gọi Khóa Viên. Muốn sang được kết duyên cùng cô thì Phương con quan thừa tướng. Hai chú cười gì thế? Cười đây là cười cho cậu Khóa Viên nhà bà thích chơi trèo. Này, không cẩn thận có ngày ngã sức đầu biêu chán đấy bà. Này bà ơi, người ta nói là bò gầy thì chớ có leo cường dốc. Chớ có leo. Mầm méo miệng thì không nên ăn xôi bò. Đừng có ăn. Làm cái anh tiện sĩ hàn nho thì đừng có mơ mộng cao xa làm gì cho nó khổ. Mơ làm gì cho nó khổ. Đấy, tôi nói mà nó có nghe đâu cơ chứ. Nó còn bảo thế này. Cậu bảo sao? Việc giá thu bất khả luận tài. À. Ông Chử Đồng từ xưa còn nghèo khó nhất trên đời. Mà vẫn lấy được tiền dùng công chúa. Được thở nên không thở chớ. Việc mẹ sang mẹ cứ sang. Cứ sang. Đấy. Hải chú bảo nó có ngang không cái chứ. Ôi trời, ngang như là cua bò các bác nhỉ. Ngang như cua cảnh. Thôi, tôi đã đến đây rồi. Hải chú cứ cho tôi vào gặp quan. Nếu quan ưng thì tôi bảo thằng Khóa Viên nhà tôi vào ra. Thôi. Ô kìa, hai chú. Xin bà lão về cho thì. Hai chú. Huyền đáo cho nuôi phiên. Dạ bẩm quan. Có bà lão đây cứ đòi vào gặp quan. Dạ. Con đuổi thế nào cũng ngồi ăn vả đây đấy ạ. Chẳng đi. Này bà lão. Dạ. Bà đi đâu mà lễ vật trầu cau làm vậy? Dạ bẩm quan. Trông ơn lượng tả. Đoái đến thân hèn. Tôi hiếm hoi sinh được Khóa Viên. Nhà rất khó. Cháu chăm bể kinh sử. Đồn cửa ngài sinh nàng thục nữ, tôi xin sang sánh với Trường Viên. Nhà khó khăn chả có bạc tiền, dạ ngài thương được, tôi trông ơn vạn bội. Đúng chuyện gì, hóa ra là chuyện đó. Dạ. Này bà lão, dạ. Đạo vợ chồng nhân duyên kim cải, dẫu nên trăng trắng phái bạc tiền. Xưa Tôn Các lấy được Bạch Viên, tiền cũng chẳng so tiền tính bạc. Người hạ giới lấy tiền còn được, chàng Trương Viên chắc có kém xuân gì.
thị phương kia ta có để làm chi? Xem nhan sắc quất thì ta gả. Hai chú ơi, hai chú ra, tôi nhờ hai chú một tí. Nhờ hai chú ra ngoài kia bảo cái thằng khóa viên lăn nhanh nhộ tôi vào đây một tí nhá. Nhờ hai chú nhá. Nhanh nhá. Vâng. Anh này, này con ơi, con vào chào quan đi, rồi quan cho lấy vợ và đi con. Vào đi. Dạ, trương viên con đã vào hầu à. Đây có phải trương viên con bà lão đâu không? Dạ bẩm quan, đây đúng là con lão đẻ ra đấy ạ. Thế con bà lão học hành có khá không? Dạ bẩm quan, đừng học thế nào thì lão không biết, chứ còn hành hễ đến tết hít lại gấp đi quan ạ. À. Này anh trương viên, dạ mẹ anh khen anh hay chữ, vậy ta ra vế đối, nếu đối được ta gả thị phương cho. Dạ bẩm quan, ở nhà tôi nói một mà cháu nó đối lại mười đi quan ạ. Đối đây là đối chữ đối nghĩa, chứ đâu phải đối lời ăn tiếng nói. Dạ. Vậy anh trương viên hãy nghe vế đối của ta. Tề tướng Nguyên Phi nhân thượng anh đối đi. Này 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 con ơi, con ra mẹ bảo này, quan già vế đối là tể tướng ngồi trên lưng ngựa phi, thì con cứ đối quách là bà lão dẫn con sang hỏi vợ, thế là được con ạ. Không phải thế đâu mẹ. Dạ thưa quan, quan già vế đối là tể tướng Nguyên Phi Thiên Thượng Nhi, có nghĩa là tể tướng không phải là người nhà rời. Vậy con xin đôi. Trạng Nguyên Ni bản thị nhân gian tử hay, hay lắm. Trạng Nguyên vốn là người ở nhân gian, mà đối với tể tướng chẳng phải là người nhà giàu. Hay lắm. Vậy là đối anh đã đối được rồi. Bây giờ ta ra thêm mấy câu lục vấn, xem sức học thế nào. Ta hỏi rằng, ai thi kỳ thể, ai diệu kỳ dụng, ai thành kỳ công, ai truyền kỳ học? Dạ, trương viên con xin thưa. Tam hoàng thi kỳ thể, ngũ đế diệu kỳ dụng, võ thăng văn vũ thành Khổng Tử thầy mạnh khá, truyền kỳ học khá, khá lắm, khá lắm. Thế mới gọi là nông sản giai tế. À, cũng đáng tài học vấn danh gia. Đã đành rằng đẹp ý cha già, xong cũng phải ướm lòng con trẻ. Hầu đâu? Dạ. Cho mời trương viên cùng trương mẫu xuống nhà ngang xơi nước. Dạ. Rồi cho đòi cô thị phương ra cho ông dạy chuyện nghe. Dạ vâng ạ. Mời cô thị phương ra cho ông dạy chuyện. Con mời cậu và bà theo con. Oh,
lạy cha, con đã già hầu. À, con gái cha đã già đó hầu. Cha cho con đứng lên. Này con ơi, chốn khuê vi con trăm bể canh cử, sách thánh hiền dù nữ tài cũng lão thông. Con thảo ngay cha cũng mừng lòng, câu đức hạnh cha mong con ghi tạc. Nay cha tuổi già đường mấy cánh hạt, những mong con an phận sắt cầm. Có họ Trương mến ngỏ ý cầu thân, con có thuận cha cho con phân tỏ. Dạ, trình lạy cha, cha xin con phần gái ví như hạt mưa xa. Hạt vào đài ngọc, hạt xa xuống riêng. Thế ra con đã bằng lòng rồi đó hầu. Hầu đâu? Dạ. Cho mời Trương Viên cùng Trương Mẫu. Này này con ơi, mình cô thì Phương có thủy, mình nét nà không con, cứ đẹp như trong tranh ấy con nhỉ. Này bà Trương Mẫu. Dạ. Tôi đã gọi con gái tôi ra, đã ướm hỏi ý nó. Dạ. Nhưng nó nói là nó... Dạ. Nó... Dạ. Cũng ưng cậu khóa viên nhà ta rồi đấy. Dạ. Ôi dồi ôi, con chẳng chay nghèo, gặp ngay cho cô con gái rượu. Con về nhà chồng phải đoan trang tiết hiếu, nhớ phải giữ tròn đạo vợ hiền dâu thảo nghe con. Con hãy nghe cha dặn đây, con đừng thấy cha có mà con cậy, nhà chồng nghèo mà con khinh. Nửa một mài ra bất bất bình, cha mang tiếng sinh nhi mà vội ra. Nhà cha đây chẳng có thức chi, nhưng cha sẽ cho hai con đôi ngọc lưu ly, giữ làm của hồi môn thơm thảo chuyện dâng ngọc. Ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, cha cho hai con về chi tải vu quy. Ngọc lưu ly tỏ dạ sắt son, là vật báu gia truyền cha giao cho hai con gìn giữ. Nếu mai đây đất nổi can qua biển trào sóng dữ, thì ngọc vẫn sáng ngời tình nghĩa thủy chung. Cha mong cho Trương Viên công toại danh thành, cùng thị phương vẹn tình gia thất. Dạ, cúi đầu bái tạ nhạc gia. À, vâng lời cha dạy, con bước ra. Cái dây tơ hồng đi sẽ duyên đôi đứa.
Anh bà con ơi! Sao? Thế có biết tôi là ai không nhỉ? Ờ, trong thế này mà lại không biết là ai à? Là ai? Mỗ hiệu phái viên, chính danh vương sứ, mang ấn tử vô truyền về bắt lính Trương Viên. Ừ. Thời buổi loạn ly, kiếm trác ít tiền, mềm nắn, rắn buông, tôi liệu đường thu xếp. Quá nhà rồi. Ai neo đơn mẹ già con một, nếu có tiền lo lót thì tôi cũng châm trước đi cho. Đứa trời. Vợ chồng mới cưới nếu muốn ở nhà thì tôi cũng cho chậm ngày đăng lính. Như vậy là mình làm việc công, vừa có tình, có tính, lại có tiền để nuôi vợ nuôi con. Em biết chuyện tình đào cốt lợi có đồng gì tiền nỉ. Anh biết chuyện tình đào cốt lợi có đồng tình tiền nỉ. Khéo đường là đường, khéo đường che đây ý à. Dễ dàng là dàng, dễ dàng từng ấy biết quản quản to quản bé cũng như mù mì. Anh biết quản quản to quản bé cũng như mù mì. Mỗ đi là đi, mỗ đi bắt lính ý à. Đây, chấm tăng quân đã thôi thúc liên hồi. Xin phép bà con, mỗ tôi đi thi hành công vụ. Nàng đã về đây ấm áp mái nhà, vườn cũ đơm hoa, mẹ già đỡ tôi. Trương Viên chàng ơi, thiếp chỉ mong chàng rồi mài canh giờ, danh chiêm bàng vàng rạng rỡ mẹ cha. Việc gia đình thiếp gắng chăm lo, xin tròn đạo ơi vợ. Oh,
trăm năm ơi. Dạ, xin chào ngài vương sứ. Chẳng hay có chuyện gì ngài đến tìm tôi? Chú Trương Viên này, nhà vua thấy chú tài năng võ nghệ, ban cho chú 3 vạn binh dòng, ấn Nguyên Nhung lĩnh lấy tiên phong, việc quân quốc bất trì bất hoãn. Đã đánh giặc không sai thì phán, xong tôi còn chút mẹ già, xin tiền hành ngài cứ chảy ra, rồi hậu tiến tôi theo cũng tới à? Thôi, tôi khuyên chú đừng nên nghĩ ngợi. Số hiển vinh thì dẹp giặc giặc tan, số chẳng khá chú học lâu cũng vậy. Nay vương sứ điều binh kiếp chảy, chú hãy theo quân lệnh cho mau. Sử quân vương ngài quyết chẳng tha. Tha làm sao được? Vậy cho tôi xin từ biệt mẹ già và nhắn nhủ hiền thế đôi việc. Thế chú Trương Viên này, thế trời Phật thì ăn gì ấy nhỉ? Dạ, trời Phật thì hương hoa. Trời Phật thì hương hoa, đúng rồi. Thế còn mẫu này thì thế nào? Dạ trình ngài vương sứ, nhà đơn hàn chả có bạc tiền, chút lên mòn đưa chân ngài chảy, rồi xin mời ngài ra chơi phường phố. Công nước xong, ngài hãy lên kênh à. Tôi nể cô chú lắm đấy nhá. Làm hư cả người thi hành công vụ. Lần sau ấy là không có được như thế đâu đấy. Thế vợ chồng mới cưới hả? Tội nghiệp nhỉ. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi. Đúng giờ ngọ ngày mai, chú phải có mặt để điểm danh quân lệnh. Tôi đi. Đạo phu thế ân ái, nửa thu tròn chân gối cùng vừa êm. Nay triều đình có lệnh dẹp phiên, sổ binh bộ tên ta đứng trước. Việc quân vương ta chối làm sao được? Em ở nhà nuôi lấy tử thân, đừng e lệ phải đào nhạt phân. Nghe lời thằng nói thiếp cũng đau lòng, trốn quê vì thân thiếp đã xong, đường chinh chiến nghĩ thần chàng thiếp ngài. Đường dẹp giặc gian nan xa kề, nhưng tình cuối chăn há dễ cầm lòng. Thương mẹ già tóc ngã màu bông, trốn quê kiềm cậy em chăm sóc. Trương Viên chàng ơi, thiếp mong chàng hãy yên tâm nhẹ bước. Đạo phu thê ghi tạc đa vàng, nuôi mẹ già tròn đạo hiếu nam, dù muôn tháng cũng không sờn già. Liệu có thấy khổ tâm? Dạ, trình lạy mẹ, Trương Viên con có đôi lời muốn thưa cùng mẹ. Dạ, trình lạy mẹ, biên cương có giặc, con
con phải ra vùng mệnh quân vương, sáng sớm mai phải kịp lên đường. Con đành chịu đắc trung thất hiếu. Trường Viên con ơi, mẹ ở trong nhà đã nghe rõ cả. Nước có loạn thì nhà sao có được bình yên. Chữ hiếu trông vẹn cả đôi đường. Mẹ chỉ thương cho thị phương phải xa chồng tháng năm biển biệt. Dạ trình mẹ, con vật gái xin thầy chồng giữ nghĩa. Đạo sâu hiền con nguyện chữ hiếu thân. Thị phương con, chồng con nay trung hiếu một lòng, đường dẹp giặc mẹ đâu ngăn giữ. Trường Viên, nhà nghèo hay con thảo, nước loạn rõ tôi chung. Mẹ mong con áo vải xuất thân, dù vinh hiền chớ quên điều nghĩa cả. Thì Phương, con hãy vào nhà trong chuẩn bị hành trang đầy đủ, để chồng con khỏi chậm trễ buổi lên đường. Con cúi đầu lạy mẹ, ra đi chân bước ngập ngừng. Còn những mong ngày hạ đêm đông, mẹ già được quạt nồng ấp lành. Trường Viên con ơi, xa xôi muôn dặm, non nước ngàn trùng, đường gian nan càng tỏ ra anh hùng. Con mạnh bước cho mẹ khuây nỗi nhớ. Con ơi mẹ già, mạnh bước nghe con. Thì Phương, con ở lại tiễn chồng con lên đường. Thank you.
kinh ngạc. Mẹ ơi,
mẹ con ta ở hiền nhân gặp lành, thoát nhanh vuốt giặc, gặp hổ lang lại tha không ăn thịt. Nào hay hổ lại tha người, thảo ngay đồng đến lòng trời đoái thương. Biết đi đâu dễ lối tìm đường, ta đi thôi mẹ. Một lưng cho mẹ tôi ăn đỡ lòng đôi chút. Con ơi, lúc đói lòng cầm hơi trao loãng, bước liu li bao quan gian chuẩn, cơm cháo đâu có được giữa rừng. Đói đành vậy, mẹ thương con vất vả. Mẹ ơi, phía rừng trong có lửa, ắt hẳn có người. Cốc cây to mẹ hay vào tạm ngồi, để con đi xin cơm đỡ bữa. Ta đi thôi mẹ. Oh!
hình như có mùi thịt người. Mùi thịt người à? Nàng hãy tạm lánh vào trong để ta dễ bề phân xử. À, sắp được ăn thịt người. Ai chả xót xa nên ta phải ra tay giải cứu.
giờ em hãy tìm đường tiến liệu, lánh đường tà dắt mẹ trở ra, để giúp em chăm sóc mẹ già, cho lòng quả tạm qua cơn đau. Đang lúc đói lòng nghĩ mẹ con em, thank you.
Trời đất ơi, có hay mà chẳng nghe. Bệnh mẹ nàng hiếm long xuân trướng kinh, tuổi đã già thêm lo ý đêm ngày. Thuốc linh đơn chữa khỏi bệnh này, phải có vị mắt người thuốc này mới. Phải có vị mắt người thuốc này mới ứng ưng. Dạ, xin lệnh ngài. Mẹ già tôi đang cơn hoạn nạn, lòng chỉ mong bệnh mẹ mau lành. Thân tôi nào dám tiếp thân, xin nguyện dâng mắt mình cứu mẹ. Khoan, khá khen nàng đó có lòng thành kính, nhưng ta hỏi nàng đó suy tính thiệt hơn. Quét mắt mình làm thuốc linh đơn, vào đâu đâu nàng cố gắng chịu. Chính lệnh ngài. Trong tôi phong mê mảnh quân đi phương, ta đi xem sắc đi, ta hướng dương ơi. Mẹ tôi già bầy you
già rồi chết có sao đâu. Mai đây con mẹ trở về, biết nói sao đây khi con không còn đôi mắt. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng buồn nữa, mà phải mau sớm bệnh cho mau lành. Kéo chồng con về thấy mẹ khổ tâm, thì chính con mới là người có lỗi. Thì Phương, có sinh con
chốn cung thiền, nghe thì phương có nghĩa có nhân, xuống dạy cho em học nghề đàn hát. Thì phương em, ta thương em tấm thân liêu lạc, hết loạn ly đến lúc trùng phùng, giúp cho em có cách gặp chồng, nhà yên ấm, phu thê tái hợp, ta dạy em rằng võ thời lăng ấy, võ thời lăng quê người chồng tôi. Hey!
đây. Là quan thái tể nè. Ôi, chú Linh ơi. Sao sao? Quan thái tể là ai vậy chú? Ai hả chú? Ôi, quan thái tể là... Là ai? Là quan thái tể chứ còn là trời ai? Trời ơi, nhưng mà ông ấy tên là gì? Ông ấy tên là gì? Hình như ngày xưa ông ấy là ông Trương Viên. Trương Viên á? Trương Viên á? Là mình làm gì có ai tên là Trương Viên? Ôi giời. Ờ, các cháu không biết ông Trương Viên là phải. Không biết. Vì khi ông ấy còn cầm quân dẹp giặc, thì các cháu chữa ra đời. Chữa ra đời. Nhất là cái tẹo này còn đang nằm trong bụng mẹ. Thì làm sao biết sao được? Sao mà biết được? 18 năm trời lấy lừng oanh liệt, ông trở về làng với chức quan thái tể vua ban. Thật là vinh hiển cả làng, nhưng chỉ hiềm một nỗi. Làm sao hả ông? Hiềm một nỗi mẹ già và người vợ hiền của ông đến giờ vẫn biệt vô âm tín. Dạ thưa cô, chính vì vậy mà quan con trở về làng cứ buồn thiu, cơm chẳng chịu ăn, chỉ có thở dài. Mấy hôm trước quan đã cho người đi dò la tin tức nhưng mà vẫn mịt mù tắm cá bóng chim. Bẩm cụ là thấy quan con buồn nhưng mà con cũng sao lại cả ruột cả gan. Trời ơi chú ơi, chú không việc gì phải sốt ruột sốt gan chứ? Đất Võ Lâm ta tình nghĩa nặng hơn vàng. Đúng rồi, mà sống thủy chung á, ăn có ngày gia đình sẽ được đoàn tụ. Phải đấy, người dân Võ Lâm cũng mong chờ ngày ấy, thế mới thỏa niềm ao ước bấy lâu. Nào các cháu, ta hãy sửa soạn gia đình để đón quan thái tể. Thầm sum họp buổi vinh quy, nào ngờ ngày ly biệt lại là ngày vĩnh biệt. 18 năm dòng nằm gai nếm mật, lòng nhớ thương ngùn ngụt lúc nào nguôi. Quân giặc kia tan tác chạy dài, non nước cũ đã thu về một mối. Nhưng mà nay tâm mi ca bóng chim mi biết nghĩ đâu mà tìm, nay chút ý phận làm con vinh hoa giờ đây rũ sạch. Ơi áo xiêm nay ta chẳng phải tìm cho thấy người.
Dạ bẩm quan, đêm đã tàn, trăng đã xế, con mời quan đi nghỉ ạ. Hề đó con. Dạ. Thế nào, có tin gì của bà và cô không con? Dạ bẩm quan, con tìm khắp làng trên xóm dưới, hỏi cô đi cấy chẳng thấy bà đâu, hỏi chú chăn trâu thì cô đâu chẳng thấy. Dạ bẩm, vậy mà quan cứ buồn bực mãi như thế này thì con cũng ngao ngán hết cả người ạ. Con cứ để mặc ta. Dạ bẩm quan, 18 năm trời đằng đẵng, quan lĩnh chức Nguyên Nhung cầm quân dẹp giặc, ngựa chẳng rời yên, người không cởi giáp. Nay quân giặc đã tan, quan hồi quân thắng trận, ấn tử sắc phong thái tể, quan trở về quê cũ vinh quy. Nào ngờ đâu bởi tại loạn ly, nên cụ cố và bà con thất tán nơi nào chả rõ. Con tạm tính hôm nay là một tuần trăng có lẻ, vậy mà quan cứ buồn bực mãi như thế này thì... Con lo cho ta như thế thực là cảm kích, nhưng con đâu thấu hiểu được lòng ta. Dạ bẩm quan, nhưng mà... Thôi, ta cho con ra ngoài, có tin gì của bà và cô hãy báo cho ta biết ngay. Dạ. Mẹ nuôi con vất vả, đến bây giờ mới được hiền vinh. Chôn đi quê hương y, giặc phá tan đi tanh đi, nên từ mẫu biệt ly luôn những đau lòng. Dặm sơn khê đâu hoàn công y, lênh mẹ ở đâu có thấu lòng con đi. Thương mẹ xa, tóc đi xương đi mỏi mòn, chờ con năm tháng đi, biết đi đâu con đi. Trời thảm đất dày, kẻ sao hết đắng cay cơ cực. Lửa binh đao 18 năm đã tắt, trở lại quê nhà mong gặp lại người thân.
mè những mong tâm cá bóng chim. Người đức hạnh trời cao có thông. Mẹ ơi, nhờ Phúc Trạch đã qua cơn nguy biên, nay mẹ đã dắt con về tới quê nhà. Chẳng hay cảnh cũ người xưa, mẹ trông dùm con xem có gì thay đổi không thưa mẹ. Con ơi, sương phủ đêm tàn trời còn tăm tối, mẹ già rồi hai mắt chẳng còn tinh, nên bốn bề cảnh vật quanh mình mẹ như thấy mênh mông bát ngát. Xóm làng xưa đường ngang ngõ tắt, giờ dường như biến mất cả con đường cô. Già cằn cỗi, thân gãy rồi mà vẫn đầy chồi non. Hoa mai nở thơm quá, hương mai thoang thoảng làm con nhớ lại nơi quê phiên nhà con ngày trước. Cũng có một gốc cây mọc cành thềm thơm. Thank you.
dân chúng Võ Lăng xin kính chúc quan Thái Tể và thọ vô cương. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Kìa, lão trưởng đứng lên, bà con hãy đứng lên đi. Dạ bẩm thượng công, dân chúng Võ Lăng trăm người như một, chưa được thỏa lòng hướng mộ công ơn. Này thấy thượng công mình ngọc héo hon, vì cảnh loạn ly người thân chưa gặp mặt. Hội Thanh Bình mừng ngày an lạc, định còn dài đến hết tuần răng. Nhưng lòng nào dân mở hội cho đành, khi thấy thượng công người còn đương buồn bã. Đã bao năm tơi bời binh lửa, nay Thanh Bình non nước mừng vui. Chớ vì tôi, xin chớ vì tôi, mà hội mở nửa chừng giã đán. Vậy là thượng công đã cho phép, dân Võ Lăng lại mở hội ăn mừng. Nào các cháu, tiếng trống hãy nổi lên, chúng ta hãy tập rượt bài hát trước khi vào khai hội. Mừng non nước Thanh Bình dân con đi, đất đi đất quê mình hoan nay đã đi trở về. Bao năm trời cảm tạ dân làng, nhưng biết nói gì đây, khi trong lòng tôi còn bao phiền muộn chưa yên. Chính nơi đây xưa kia là tư dinh của nhạc gia tôi ngày trước, giặc tràn về đốt phá chẳng còn chi. 18 năm dòng lưu lạc loạn ly, nay trở về thì mẹ già hiền thê bỗng bật vô âm tin. Các cháu, quan Thái Tể đến giờ vẫn chưa nguôi thương nhớ người thân. Ta hãy ra ngoài để cho người được thanh tâm tĩnh lặng. Dạ. Đi các cháu.
mai sum họp. Nào ngờ đâu em má hồng phân bạc nghi. Nọt nước thanh nghi bình, đất khách vận ni mơ vơ. Phó Sồng, quan đang buồn để con mời mẹ con bà vào hát để con vui ạ. Hai mẹ con bà Phó Sồng. Dạ vâng. Thế hình dáng hai mẹ con bà ấy thế nào? Ô con, quan ơi, cô con gái mù nhưng mà trông được. Mù mà trông được là thế nào? Con nói thế có nghĩa là ưa nhìn. Ta đứng cơn muôn thảm nghìn sầu, ta nghe hát chứ coi đâu con mắt. Dạ, vậy thì để con mời mẹ con bà vào hát để con vui nhá. Này, hai mẹ con bà không có sầm. Vào đây nhanh lên, vào đây. Úi dồi ôi, vào đây. Này, quan tôi đang buồn, mẹ con bà có cái bài gì vui vui hát cho quan tôi nghe, rồi quan tôi sẽ thưởng. Dạ bẩm quan, mẹ con tôi mù mịt xấu xa, quan nghe hát, dạ để tôi đọc trống à. Vậy mẹ con bà hát đi. Thế tôi phải hát câu gì hả chú? Ôi dồi ôi, cái bà này rõ thật là quê mùa. Này nhá, cơm thì một thúng, rượu thì một nai hết, rồi nài hát được bao nhiêu thì bà cũng hát. Thế con, dạ, bảo mẹ con bà ấy có tình sự tình gì hát ta nghe. Bà ơi, quan tôi bảo là mẹ con bà có tình sự tình gì hát cho quan tôi nghe, rồi quan tôi sẽ thưởng. À mà đây. Dạ. Tôi thưởng trước đây nhá. Tôi chỉ có cái tình sự nhà tôi thôi à. Thì mẹ con bà cứ hát cái sự tình nhà bà cũng được. Hát đi. Hát thôi. Đi. Trương Viên ơi, chồng mình tôi tên gọi là Trương Y Viên. Ôi trời ơi, nhập gia thì phải vấn quý. Quan lớn tôi tên gọi là Trương Viên, mẹ con bà phải hát là Trương Băm hay là Trương Xiên chứ. Thế con. Dạ. Thiên hạ trùng danh trùng hiệu cũng nhiều. Dạ. Cứ để cho mẹ con bà ấy hát. Thôi được rồi, quan tôi bằng lòng rồi, mẹ con bà hát tiếp đi. Hát tiếp đi con. Dạ. Ấy người chồng tôi, chịu mù loà ư? Vậy thì tôi xin hát tiếp để ông nghe. Ấy bởi vì đâu ý mình đi lửa bơi bơi xa miền quê quán, ngủ nơi lâm toàn tôi gặp những loài ác khi thu hồ lang, người đòi ăn thịt theo phán lại đánh tôi trở ra về. Tâm lý
Có phải chăng em hơi thì phương vì nuôi mẹ hóa ra nông nỗi, bởi thế cho Chàng
hiền thế vĩ như trời bể. Một lạy này xin để tạ ơn. Ở dân chúng võ lăng mừng vui xiết kể, mừng cho bà thị phương đã yên lành như cũ, lại còn thêm mẫu tử đoàn viên. Ở thật là trời kia không phụ người hiền, ngọc lại sáng như tình người. Chào Hà Nội xin được khép lại tại đây. Một lần nữa các nghệ sĩ của nhà hát Chào Hà Nội vô cùng cảm ơn tình cảm của quý bà con cô bác đây dành cho các nghệ sĩ một tình cảm rất nồng nhiệt, và xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại bà con Lưu Thượng thân yêu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.